Hello, xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Đồ Đen Trần Hiệu. Hôm nay chúng ta tiếp tục cái series về tắc ruột. Các bạn nhìn vào cái hình này đủ thấy là mà chúng ta học bài tắc ruột và triệu chứng là đau bụng. Về đau bụng thì chúng ta sẽ có chín cái yếu tố chúng ta cần phải đánh giá, chúng ta cần phải hỏi xem xét. Như các bạn thấy là tôi đã viết rất rõ trên cái slide này rồi. Thì chúng ta sẽ lần lượt chúng ta đi từng phần một. Thứ nhất về thời gian, chúng ta phải hỏi bệnh nhân là bệnh nhân đau từ bao giờ. Bao giờ đau bụng ở trong tắc ruột là cái triệu chứng chủ quan chúng ta hay gặp nhất mà làm cho bệnh nhân phải đi viện. Chúng ta tập trung hỏi vào đó. Ví dụ như là bác bị đau từ bao giờ, và người ta đã quy ước với nhau rằng đau bụng cấp tính, tức là đau dưới một tuần thì người ta gọi là đau bụng cấp tính. Tiếp theo chúng ta hỏi về cái cách khởi phát. Ở trong tắc ruột ấy, có hai kiểu, tức là cái cách xuất hiện đau ấy, từ từ và tăng dần, hoặc là một cách đột ngột. Đối với cách từ từ tăng dần ấy, thường là do những cái nguyên nhân, ví dụ như u, nguyên nhân do dính. Còn đột ngột thì thường là do thắt và xoắn. Thứ ba là chúng ta hỏi về vị trí đau, là bệnh nhân bị đau ở đâu. Thường trong tắc ruột thì người ta đau quanh rốn, đau mơ hồ, lúc đau bên này, lúc đau bên kia, lúc đau bên quanh rốn bên phải, lúc đau quanh rốn bên trái, lúc nó chạy xuống hạ vị. Có những trường hợp bệnh nhân là đau chỉ rõ điểm đau cho chúng ta là chỉ đau mỗi quanh rốn bên trái thôi, hoặc là chỉ đau mỗi ở hố chậu phải thôi, hoặc đau mỗi hạ vị thôi. Đấy, hoặc là bệnh nhân đau vùng quanh rốn nhưng đau rõ nhất là vùng ở bên trái chẳng hạn thế. Đối những kiểu đau mơ hồ, đau quanh rốn, đau mơ hồ, hoặc lúc đau chỗ này, lúc đau chỗ kia, thì đó là những tổn thương sớm hoặc là những tổn thương ban đầu. Lấy ví dụ như là tắc ruột do bã thức ăn, thì cái bã thức ăn nó có thể di chuyển khắp theo cái chiều dài của ruột, hoặc là lúc cái cục bã thức ăn hoặc cái ruột ấy nó nằm ở bên trái, lúc thì nó chạy sang bên phải. Còn cái tổn thương đã rõ của khu trú rồi ấy, thì thường là những cái giai đoạn sau, những giai đoạn muộn, khi mà tổn thương đã di chuyển cố định về một vị trí. Lấy ví dụ nhà trong tắc ruột do bã thức ăn thì thường lúc này nó đã di chuyển gần đến góc phổi manh tràng, hoặc là những tắc ruột do dính cố định vào một vị trí sau mổ trở thành bụng, mà lúc này thì tổn thương đó đã gây viêm đến phúc mạc thạch. Tiếp theo chúng ta xét về tính chất. Đau bụng do tắc ruột thì thường đau từng cơn, đau quặn, và có trường hợp là cũng đau liên tục. Thế đau từng cơn có nghĩa là thế nào? Có lúc bệnh nhân đau, có lúc không, hoặc là có lúc bệnh nhân đau nhiều hơn lúc giảm đi nhưng không bao giờ hết đau. Thế còn đau liên tục thì chúng ta thường gặp cái kiểu liên tục âm ỉ hoặc là liên tục dữ dội. Thế dữ dội là thế nào? Dữ dội tức là bệnh nhân không chịu được, thì ôm bụng, phải lăn lộn, phải kêu la. Thế thì thường cái kiểu liên tục mà âm ỉ thì rất ít khi gặp,
Đấy, thường là cái cảm giác đau tức bụng, còn liệt ruột, còn trướng bụng gây nên, còn đau liên tục mà đau dữ dội thì coi chừng đó là xoắn, là nghẹt ruột. Tiếp theo chúng ta sẽ xét về loãng xuyên. Thế thì đau trong các ruột thì thường là không không thấy loãng xuyên, thường là thế, thì không có vị trí đau cụ thể, lúc đau bên này lúc đau bên kia, lúc đau quanh rốn bên trái mà lúc lại đau quanh rốn bên phải. Nếu như có loãng xuyên thì thường là đau ở hạ vị, lan xuống bẹn sinh dục ở mặt sau đùi. Thì lúc này coi chừng bệnh nhân là có thoát vị lỗ bịch, hoặc là có thoát vị bẹn nghẹt, thoát vị đùi nghẹt. Về diễn biến tăng dần là đương nhiên rồi, nếu như nguyên nhân không được giải quyết, không giảm hoặc không mất đi thì chắc chắn triệu chứng sẽ tăng dần. Đến một lúc nào đó cơ thể không còn chịu đựng được nữa thì sẽ không còn đau. Giảm dần thì có hai kiểu. Thứ nhất là thật, tức là cái yếu tố gây giảm, gây tắc thì giảm hoặc mất đi thì đương nhiên là nó giảm rồi. Hoặc là giả, giảm dần. Giả tức là sao? Lúc chúng ta khám bệnh nhân đang ở trong không có cơn đau bụng, không thay đổi, đương nhiên rồi. Thời điểm chúng ta khám bệnh nhân gì? Không tiến triển thêm mà cũng không giảm, không mất đi. Tiếp theo chúng ta xét về yếu tố tăng giảm. Có bệnh nhân thì xoa bụng thì đỡ, có bệnh nhân thì nằm chống mông thì đỡ, nhưng có bệnh nhân thì động vào rất đau. Thế về thuốc thì những thuốc giảm đau, những thuốc giảm nhu động ruột thì có tác động làm cho bệnh nhân đỡ đau. Tuy nhiên nếu như dùng thuốc giảm đau, thậm chí là chúng ta dùng morphine, nhưng bệnh nhân rất ít giảm đau và giảm đau rất ít thì coi chừng đó là nghẹt ruột. Mối liên quan với các triệu chứng khác, thường thì khi đau thì bệnh nhân sẽ gì? Sẽ nôn. Trung tiện được, nôn được thì bệnh nhân lại đỡ đau. Đấy, thì khi đau thì bệnh nhân lại thấy trướng lên, thấy nổi cục ở trên thành bụng. Đấy, thấy quay ruột nổi lên, thấy u cục nổi lên trên thành bụng. Khi hết đau, khi đỡ đau thì lại thấy giảm, hoặc cái trung tiện lại thấy mất đi. Về mặt cơ chế đau trong tắc ruột là do tăng áp lực, đây là cảm giác của phúc mặc tạng, hoặc là đau do nghẹt thần kinh, nghẹt mạch máu. Mà đã nói đến từ nghẹt thì là rất là kinh khủng, dữ dội. Vâng, và bài hôm nay chúng ta chỉ học ở đây. Các bạn nếu chưa thuộc, chưa hiểu, tiếp tục xem lại, đào sâu suy nghĩ để hiểu thêm về bài. Xin cảm ơn. Xin chào, hẹn gặp lại.